Tập 27. Hay là tôi xoa bóp giúp ông nha. Xoa nhẹ nhàng sẽ đỡ hơn một chút đó. Được, được. Thẳng người lên. Vị trí này đúng không? Đúng rồi. Đúng, đúng, đúng. Tôi mạnh hơn chút nha. Nhẹ nhẹ thôi. Lực như này được chưa? Muốn mạnh hay nhẹ, ông cứ nói tôi nha. Được. Trời đất ơi, Hạ Liên này chăm sóc cho mình, câu này đúng là ứng nghiệm rồi. Anh Trình à, chai rượu thuốc này có phải thứ con gái anh đã nói rất có tác dụng không? Đúng đó, là tôi đặc biệt đem rượu thuốc đến cho bà đó. Khỏi lâu rồi, giống là không cần. Hay là để tôi thử trong cái này nha. Được chứ, nhưng chân của bà thật ngại quá, đánh nhau hăng quá mà, nên rơi mất cả giày. Không sao đâu, lát nữa tôi đi lấy sau. Thứ lỗi cho tôi mạo muội, tôi có thể xem thử lòng bàn chân của bà được không? Vì sao vậy? Không phải, là tôi lo bà bị thương, cho nên muốn dạy bà cách ấn nguyệt đó mà. Được, được, được. Cảm ơn. Sao lại không có vậy? Không có gì? Không có. Để tôi ấn cho bà xem. Mẹ, không phải người nhà Minh Thiên, sao chú Trình cũng đến đây vậy? Tôi cũng không biết là chuyện gì nữa. Chú Trình à, sao chú lại đến nhà của cháu vậy? Không có. Vừa nãy có hai kẻ rỗi việc đến tìm mẹ gây rắc rối. Cũng may có chú Trình đi ngang qua giải vây cho mẹ đó. Đúng, đúng, đúng. Chuyện đúng là như vậy. Kẻ nào to gan vậy? Định đến nhà chúng ta gây phiền. Mẹ cũng không biết. Ông ta mở miệng ra là nói với mẹ muốn mua nhà của chúng ta, muốn mua tiệm mì của chúng ta. Mẹ mới nghe đã nghe ra, nhất định là muốn đến gây rắc rối cho Minh Thiên. Vì sao họ lại làm như vậy hả? Cụ thể bác cũng đâu có biết. Nhưng ông ta có cho mẹ một tấm danh thiếp, có lẽ chúng ta có thể tìm manh mối của ông ta. Đây không phải danh thiếp của nhà Phương Vũ sư tỷ sao? Sư tỷ à, cô đi đâu vậy? Xem ra đúng là mình qua mắt chóng mặt, nên nhận nhầm rồi. Xích Dao, không phải ông mới nói muốn dạy tôi ấn nguyệt hay sao? À đúng, đúng, đúng. Nào, 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 bà lấy chai rượu thuốc này bóp vào đúng trung tâm lòng bàn chân, chỗ lõm xuống đó. Đây là quyệt sung tuyền, nằm ở 1/3 gan bàn chân. Sáng tối bà bóp một lần, mỗi lần khoảng mười mấy phút thì có thể đạt được hiệu quả gân cốt cường tráng. Bà cũng không cần phải lo lần trước bị ngã để lại hậu quả nữa. Nhưng mà lần trước không phải chân này, là chân này mà. Anh vẫn ổn chứ? Không sao hết. Có lẽ là chai rượu thuốc đó có bỏ hành tây. Thật cảm động quá. Sư tỷ, sư tỷ à, làm gì vậy? Cô có bao giờ nghĩ nếu như Minh Thiên biết được nguyên nhân là gì Phương Vũ sư tỷ mới hại cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ buồn lắm không? Chẳng lẽ chúng ta cứ để cậu ấy bị tiếp tục ức hiếp hay sao? Tôi cũng không có ý đó. Không thì lý gì đây? Chỉ là tôi cảm thấy nếu nói ra rồi hai người họ sẽ càng khó nghĩ hơn. Chúng ta là những người bạn, không phải nên suy nghĩ cho họ hay sao? Tại sao ngược lại khiến họ đau lòng? Như vậy chẳng phải khiến cho người thân mình đau, còn kẻ thù thì hả hê? Nhưng mà tôi không thể dương mắt nhìn Minh Thiên biểu hiếp như vậy được. Sư tỷ à, yên tâm đi, không phải tôi gọi cho Minh Thiên. Cởi chuông vẫn phải tìm người buộc chuông, để người khiến cậu ấy đau khổ đến mà giải quyết. Cô là ai vậy? Không nói tiếng nào mà xông vào nhà của người ta. Dạ xin lỗi, cháu muốn hỏi
Người vốn sống ở đây đâu rồi? Dọn đi hết rồi. Dọn đi rồi. Đúng vậy, dọn đi đâu vậy? Tôi là người đến thuê, chứ không phải là người hóng hớt. Sao biết được họ đi đâu? Đi đi, tôi phải đóng cửa nữa. Alo, Tống Tiểu Mễ, sao vậy? Bây giờ? Được, được, được. Mã Dịch Thần, lâu lắm rồi không cùng với bọn tôi ra ngoài. Đi thôi, các cậu đi đi, tôi không rảnh. Sao thế này, đổi tính rồi hay sao? Trận chung kết đâu có liên quan gì tới cậu. Phó hội trưởng thì cũng chọn rồi, cậu cố gắng để ai xem vậy? Kệ cậu ta đi, mình đi. Nghe nói cậu ta còn đến chỗ phó hội trưởng nhờ. Kết quả phó hội trưởng chỉ luyện bài cơ bản cho cậu ta, vậy mà cũng tin, đâu có vấn đề gì. Nếu tôi mà là cậu, sẽ không sống những ngày vô nghĩa như vậy nữa. Đánh bại cậu, đối với tôi mà nói, chính là chuyện có ý nghĩa nhất trên đời. Vậy được, đánh bại tôi đi. Rất vui được trở thành mục tiêu mới của cuộc đời cậu. Rốt cuộc là chuyện gì? Nhất quyết gọi tôi đến đây. Tống Tiểu Mễ tôi, dựa theo quy định của chính tắc, khiêu chiến với Phương Vũ. Tôn Hạo, ra chắn cửa, đừng để ai khác vào. Đến mức vậy sao? Tôi đã từng nói, nếu như cậu dám bắt nạt Minh Thiên, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi không ức hiếp cậu ta. Cậu đừng gây chuyện nữa được không? Bớt nói nhảm đi. Nếu không phải Minh Thiên ở bên cạnh cậu, sao lại bị thê thảm đến như vậy? Minh Thiên sao rồi? Ai đã hại cậu ấy? Bớt nói phí lời đi. Tôi sẽ dạy dỗ cậu thay cho Minh Thiên. Tống Tiểu Mễ, cậu điên hả? Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi đó. Như nhau cả thôi. Tôi đợi trận chiến này cũng lâu lắm rồi. Nha đầu thối, tôi nói cho cậu biết, tránh xa Minh Thiên ra chút. Đừng đứng giữa hai chúng tôi nữa. Người nên rời khỏi Minh Thiên xa một chút là cậu mới phải. Minh Thiên không còn nhà để ở, mất việc đều là do cậu hết. Không thể nào, cậu nói linh tinh. Có phải tôi nói linh tinh hay không, trong lòng cậu là rõ nhất. Làm sao đây, họ làm thật rồi. Có rồi. Sư tỷ, Á Nam sư tỷ, không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Cậu mau đi đi, hai người họ sắp cào nát mặt nhau rồi. Cậu còn không mau đến là không cứu được đâu. Đi, đi thôi. Gia cảnh nhà cậu khác quá xa với gia cảnh của Minh Thiên. Đối với cậu mà nói, chỉ là trò chơi vui mà thôi. Nhưng nó lại gây ra ảnh hưởng rất lớn với Minh Thiên. Tôi đã nói là tôi rất nghiêm túc. Tôi thật sự rất thích cậu ấy. Thế thì tôi thà rằng cậu đừng nghiêm túc. Cậu càng nghiêm túc thì càng hại Minh Thiên thê thảm hơn. Cho dù cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không từ bỏ.
Được, vậy thì tới đi. Hai người các cậu đang làm gì vậy? Hai người các cậu, một đấm một đá, suýt chút nữa khiến cho tôi mất mạng luôn rồi. Chuyện gì không từ từ nói được, nhất quyết phải vào vòng tròn. Tôn Hạo, ai bảo cậu lo chuyện bao đồng? Tôi đâu có đánh lại được hai cậu, chỉ đành gọi Á Nam sư tỷ đến thôi. Tống Tiểu Mễ, tôi hỏi cậu, chuyện cậu nói về Minh Thiên là thật không? Tôi cần phải đem chuyện này ra làm trò cười hay sao? Hãy bảo vệ cho Minh Thiên đi. Phương Vũ, Phương Vũ à, Tống Tiểu Mễ, rốt cuộc là cậu nói gì với cậu ấy vậy? Còn Minh Thiên sao nữa? Ông nội, ông nội à, chị về rồi hay sao? Phương Trụ, chị hỏi em, ông nội đâu rồi? Ông nội dưới tầng đó. Sao sắc mặt của chị khó coi vậy? Chị tìm ông nội có chuyện gì? Có phải là chị biết chuyện Minh Thiên rồi hay không? Em cũng biết hả? Em giúp ông giấu chị chuyện đó. Em không có, em tránh ra cho chị. Tránh ra đi. Hai đứa ồn ào gì thế? Ông nội, cháu hỏi ông, là ông sắp đặt khiến cho Minh Thiên đi vào đường cùng đúng không? Đúng đó, là ý của ông. Tại sao ông lại làm như vậy? Là vì cháu thích cậu ấy, cho nên ông dùng thủ đoạn để đối phó với cậu ấy đúng không? Ông đã tới tìm cậu ta, cho cậu ta một cơ hội, bảo cậu ta chủ động rời xa cháu, nhưng mà cậu ta lại không nghe. Chính vì lý do này, ông mới trừng phạt cậu ấy. Người không biết nặng nhẹ, không biết bản thân mấy cân mấy lạng thì đáng bị như vậy lắm. Cháu chưa từng hận bản thân là người của Phương gia. Ông có biết ông làm như vậy chỉ làm tăng thêm cháu muốn ở bên cạnh cậu ấy thôi. Tiểu Vũ à, ông biết bây giờ cháu đang rất giận không? Nhưng mà ông làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho cháu. Năm đó ông cho chú Kỷ nghỉ việc sớm cũng là muốn tốt cho cháu, muốn để cho cháu học cách kiên cường, không dựa dẫm vào người khác. Nhưng mà ông có biết không, sự ra đi của chú Kỷ là nỗi đau lớn nhất trong lòng của cháu. Cháu vô cùng hối hận. Nếu năm đó chú Kỷ không rời đi thì chú ấy sẽ không chết. Ông còn muốn cháu thêm những nuối tiếc gì nữa sao? Tiểu Vũ, là ông sợ cháu phải chịu tổn thương nên mới làm như vậy thôi. Xem ra bây giờ không thể không nói sự thật cho cháu nghe. Rốt cuộc là ông muốn nói gì với cháu? Ông tin chắc chắn là cháu đã biết cha của Minh Thiên, Minh Hải đã chết rồi. Cháu có biết vì sao ông ta lại chết không? Là vì ông ấy ấy nấy, vì ông ta đã đánh chết người trên sàn đấu. Minh Hải, cha của Minh Thiên, chính là người đánh chết chú Kỷ của cháu đó. Chị, ông nội à, ông không thấy ông làm như vậy quá tàn nhẫn hay sao? Vậy giờ cháu thấy ông nên tàn nhẫn chút, hay là đợi đến khi chị của cháu biết rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn hả? Tiểu Châu là một người đàn ông, xử lý mọi chuyện nên dứt khoát một chút. Nếu như không thì để lại hậu quả đó.
Mình đã thấy dáng vẻ bị đánh của cậu, còn cú chưa rồi nữa. Có phải là cậu đã từng luyện không? Minh Hải, cha của Minh Thiên, chính là người đã đánh chết chú Kỷ của cháu đó. Cậu về muộn một chút, càng muộn càng tốt. Khoảng thời gian cách xa sự thật đó càng lâu càng tốt. Phương Vũ, cậu không sao chứ? Vừa nãy trên đường đi, Phương Châu gửi tin nhắn cho mình, nói là cậu cãi nhau với ông. Tôi không sao đâu, không cần lo lắng cho tôi. Mình đang đi tìm nhà thôi, mấy hôm nữa sẽ tìm được. Chuyện công việc có lẽ cũng không khó, dạo này cũng dễ tìm việc mà. Phương Vũ, ông tuổi đã cao rồi, cậu đừng có nổi giận với ông nữa. Minh Thiên à, có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Cậu hỏi đi. Ba của cậu cũng là tuyển thủ đấm bốc hay sao? Sao cậu lại biết? Vậy có phải ông ấy cũng đã từng tham gia thi đấu ở Macau? Còn đánh chết người nữa. Tuyệt kỹ đấu của ông ấy có phải là cú đấm chết người hay không? Tôi không hiểu. Tôi không hiểu gì hết. Vì sao bỗng nhiên cậu lại hỏi cái này? Chuyện này có liên quan gì đến việc cậu và ông cãi nhau? Cậu hãy trả lời mình đi, đúng hay không? Phải đó. Cậu buông ra, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vì người bị cha cậu đánh chết là chú Kỷ, người thân tôi nhất. Ngày nhỏ, bên cạnh tôi luôn có chú Kỷ thương yêu tôi đến như vậy. Tất cả những giọt nước mắt không dám rơi trước mặt ông nội đều có thể khóc rồi kể lể với chú ấy. Tuy ngày tháng chú ấy ở bên tôi không dài, nhưng mà ít nhất khiến cho tôi biết được, trong lúc tôi yếu đuối nhất, cũng có người sẽ an ủi tôi như vậy, động viên tôi như vậy. Có phải ông ấy đã từng thi đấu ở Macau không? Còn đánh chết người nữa. Tuyệt kỹ đấu của ông ấy có phải là cú đấm chết người không? Phải. Minh Hải, cha của Minh Thiên.
chính là người đánh chết chú Kỷ của cháu đó. Chú Kỷ đúng là bị đánh chết, bị cha của Minh Thiên đánh chết. Đã nghĩ được hôm nay sẽ đi đâu chưa? Nghĩ ra hôm nay đi đâu rồi? Không còn tiền rồi. Cái gì mà không còn tiền? Vẫn thích đi chơi đấy. Mày đụng phải người rồi. Chị à, cẩn thận một chút. Cầu thang đó. Chị đi tắm trước đi chị. Em đi lấy thuốc cho chị nha. Không cần đâu. Lát nữa chị khác tự làm. Ông à, chị cháu sao rồi? Chị ấy bị mấy con nhỏ đánh. Cũng may lúc đó có mấy chú cảnh sát đi qua nên bắt hết họ lại. Cảnh sát mới thông báo cho cháu đến đón chị về. Ông nội à, bộ dạng của chị ông cũng đã thấy rồi. Chẳng phải đây là điều mà ông mong muốn thấy hay sao? Khó khăn lắm chị ấy mới gặp được người mình thích. Ông không ủng hộ thì thôi đi. Sao còn dùng thủ đoạn thấp kém như vậy? Im miệng. Chính là do cháu ở sau lưng giúp đỡ cho chị cháu nên nó mới dám hỗn sự như vậy với ông. Người đánh chết Kỷ Cương đúng là cha ruột của tên nhóc Minh Thiên đó. Không phải do ông đơm đặt chuyện ra. Đúng, đó là sự thật, là chuyện đã đành. Nếu như chị thật sự thích Minh Thiên thì đó là thử thách chị ấy buộc phải đối mặt. Không ai giúp được chị ấy hết. Nhưng mà chúng ta là người thân của chị ấy. Cho dù không chúc phúc cho chị ấy thì cũng không nên rắc muối lên người của chị ấy. Ông à, nếu như ông đã đạt được mục đích rồi thì xin ông hãy dừng tay lại đi. Đừng làm tổn thương chị nữa. Cũng xin ông tha cho Minh Thiên. Ít nhất cũng đừng để ba người nhà họ phải đầu đường xó chợ. Cháu về phòng trước đi. Phương Vũ, cậu buông ra. Rốt cuộc là có chuyện gì? Người bị ba cậu đánh chết chính là chú Kỷ mà tôi thương nhất. Phương Vũ, tôi biết tôi không nên làm phiền cậu vào lúc này. Nhưng mà ban ngày thấy cậu bỏ đi như vậy, tôi thực sự rất lo lắng.
Tôi không sao, nhưng mà tôi nghĩ rằng thời gian này chúng ta nên bình tĩnh lại. Tạm thời đừng gặp nhau nữa. Được, tôi biết rồi. Cậu hãy giữ sức khỏe nha. Cậu là Mã Dịch Thần. Anh là ai? Tôi đang hỏi anh đó. Anh là ai vậy? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ ra tay đó. Dịch Thần, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao cậu lại bị thương đến nỗi này? Tôi cũng không rõ lắm. Hôm qua tan học về nhà, bị người ta chặn lại. Người đó hỏi tên của tôi, sau đó liền ra tay đánh tôi. Bị thương có nặng không? Không sao, gãy mấy cái xương sườn. Ác dữ vậy? Kẻ nào dám đánh cậu ra nông nỗi này? Trong bóng tối nên không nhìn rõ lắm. Nhưng mà trong người đó ra quyền, có lẽ cũng là một người học võ. Cậu nói xem, có phải có người không thích những hành động của Mã Dịch Thần nên mới cố ý dạy dỗ cho cậu ta một trận? Không đâu, nếu là như vậy, đối phương nhất định sẽ tự báo về nhà. Vậy là ai mới được chứ? Trước giờ chưa từng có. Hơn nữa Mã Dịch Thần vốn không hề yếu. Tiểu Phong, sắp đến cuộc thi rồi, cậu nhất định phải chú ý. Mấy ngày này mình sẽ cùng nhau tập luyện. Cậu nói sao? Cậu đùa đấy hả? Năm đó người đánh chết chú Kỷ lại là ba của cậu. Trời đất ơi, sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Á Nam sư tỷ, cậu có thể đến xem Phương Vũ giúp tôi được không? Cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Minh Thiên à, tôi giúp cậu đi xem cô ấy, an ủi cô ấy, không vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu như cậu bảo tôi khuyên cô ấy từ bỏ, e là tôi cũng không làm được.
Vì Phương Vũ đã nói với tôi, chuyện năm đó chú Kỳ chết thảm, cô ấy vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Thậm chí đó là nỗi đau khó vượt qua của cô ấy. Hơn nữa cũng đã cảnh cáo tôi, nếu như tôi học cú đấm theo ba của tôi, đến làm bạn cô ấy cũng không chịu làm. Vừa nãy cậu mới nói ba của cậu cũng biết cú đấm chết người. Đó là tuyệt kỹ độc quyền mà sư phụ của ba tôi dạy cho các đồng môn. Vậy nên ba của cậu có lẽ cũng quen với ba của tôi đó. Sư tỷ, cậu định làm gì? Bỏ tay ra. Sư tỷ à, chúng ta vẫn nên quay về lớp học quyền anh đi. Đừng có kiếm chuyện nữa mà. Cậu nói tôi là kẻ kiếm chuyện hay sao? Có những lời nếu như để nói rõ ràng thì sẽ... kiếm chuyện. Phương Vũ, Phương Vũ à, các người đi đâu vậy? Làm việc. Làm việc gì? Phương Vũ đâu rồi? Tống Tiểu Mỹ, hôm qua cậu chưa gây chuyện xong hay sao? Muốn đánh thêm nữa hả? Ai nói tôi đánh nhau chứ? Tôi đến tìm Phương Vũ. Tôi muốn hỏi chuyện hôm qua tôi nói với cô ấy đã được giải quyết chưa? Giải quyết rồi. Thật hả? Thật. Sư tỷ à, chuyện gì vậy? Không có gì hết. Tống Tiểu Mỹ, cái cần giải quyết cũng đã giải quyết rồi. Đừng nhiều chuyện nữa mà. Minh Thiên à, chúng ta đi thôi. Cái cần giải quyết, cái không cần giải quyết. Cái gì mà không cần giải quyết? Nè, Tống Tiểu Mễ, nhớ tắt đèn khóa cửa nha. Sư tỷ, các cậu định đi đâu vậy? Liên quan gì tới cậu? Chuyện không nên giải quyết. Chào hội trưởng. 500 ăn vừa nãy có ý gì? Cái gì là chuyện không nên giải quyết? Hôm qua tôi đã nói có chuyện nào là không nên giải quyết đâu. Nói cứ như là tôi đã gây ra chuyện lớn gì đó. Sư tỷ, vừa nãy cậu không chú ý đến sắc mặt của Minh Thiên hay sao? Trắng bệch như bột vậy đó. Nhất định là có chuyện xảy ra rồi. Còn có chuyện gì được nữa? Không phải chứ. Chẳng lẽ Phương Vũ thật sự nghe lời mình muốn chia tay với Minh Thiên? Sao có thể như vậy được? Sao địa vị của mình có thể quan trọng đến vậy? Sư tỷ, cậu vẫn muốn chia rẽ hai người họ sao? Tôi là loại người đó sao? Qua đây. Nhưng mà không được đánh vào mặt đâu. Chỉ là tôi thấy tức thôi. Rõ ràng Phương Vũ biết điều kiện bản thân rất tốt, có lẽ sẽ hại Minh Thiên, nhưng mà cô ấy không chút phòng bị nào hết. Hại Minh Thiên thực sự xảy ra chuyện. Tôi thấy cô ấy vốn không quan tâm đến Minh Thiên, nhưng mà hai người họ giống như là một đôi. Thế nên nếu họ có quan tâm đối phương không, không phải việc người ngoài như chúng ta nói là được. Không cần cậu nhắc nhở tôi, trong lòng của tôi tự rõ mà. Tôi và Minh Thiên cũng chỉ là sư tỷ và sư đệ và bạn bè thôi. Hôm qua tôi chỉ là muốn đòi lại công bằng cho bạn mình bằng lập trường của mình mà thôi. Sao mọi người đều coi tôi là người xấu hết vậy? Sao có thể như vậy chứ sư tỷ? Cậu tốt đến như vậy sao có thể là người xấu được? Nhất định là cậu nghĩ nhiều rồi. Là của tôi. Đến cậu cũng có nhân khí hơn tôi. Là nhóm quan ma trước đây gia nhập thôi. Cứ nhắn tin cho tôi. Cái gì? Sao? Sư tỷ, cậu còn nhớ A Sơn không? Nhớ sao nào? Cậu ấy chết rồi. Chết trên sàn đấu. Cậu ta chết rồi. Thì ra cháu chính là con trai của Minh Hải sư huynh. Chả trách mỗi lần ta thấy cháu đều thấy cháu rất quen, vẫn luôn muốn hỏi cháu chuyện đó. Thật tốt quá rồi. Thật tốt quá. Chú nghĩ điều đó cũng là do ba cháu.
cố ý nhờ chú chăm sóc cho cháu. Cháu yên tâm đi, có chú Trình ở đây rồi, tuyệt đối sẽ không để một mình cháu vất vả chăm nom cho các em nữa đâu. Cảm ơn ý tốt của chú Trình, chúng cháu vẫn ổn. Tính cách kiên cường đó giống hệt như sư huynh năm xưa. Trong số những huynh đệ của chúng ta, người có chí hướng nhất vẫn là ba của cháu. Ai biết được lại xảy ra chuyện như vậy. Ba, ba, sao vậy? Không thấy Minh Thiên buồn hay sao? Không nhắc tới nữa, chuyện đó hãy để cho nó qua đi, không nhắc đến nữa nha. Nhưng mà có nói thế nào, cháu vẫn phải kế tục sự nghiệp của cha cháu, trở thành một tuyển thủ trên sàn đấu. Còn sư thúc này sẽ có nghĩa vụ bồi dưỡng cho cháu. Chú thấy như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, cháu ngày nào cũng đến lớp quyền anh đi. Chú sẽ dạy cho cháu tuyệt chiêu độc quyền của sư môn chúng ta, cú đấm chết chóc. Ba, lại sao nữa? Ba lại nói sai gì hả? Chú Trình, cháu không muốn học. Tại sao? Tuy cháu đã hiểu ít nhiều về thắng thua trên sàn đấu, không ai được phép nhường ai, nhưng mà năm đó cú đánh đó của cha lại gây chết người, hại nhà họ tan nhà nát cửa, cũng khiến cho Phương Vũ mất đi người quan trọng nhất, thậm chí ảnh hưởng đến tình cảm của hai chúng cháu. Là miếng vỏ độc quyền của cha cũng được, là miếng đòn lợi hại nhất cũng được. Thay vì nói cháu không muốn học, chỉ bằng nói cháu không thể tha thứ cho nó. Xin lỗi chú, có lẽ cháu hơi kích động quá, nhưng mà cháu nghĩ rằng những bi kịch đó đến với cháu là được rồi. Cháu không muốn nó tiếp diễn nữa. Thôi được, nếu cháu đã nói như vậy rồi, chú cũng sẽ không miễn cưỡng cháu. Nhưng mà Minh Thiên, nếu cháu và Phương Vũ đã có duyên ở bên nhau, chứng tỏ lương duyên giữa hai cháu không hề tầm thường. Có lẽ là do ông trời cố ý an bài, chính là mong hai cháu được ở bên nhau, hòa giải những ân oán của kiếp trước. Vừa nãy tìm cháu khắp phòng quá ra là ở đây. Sao lại khóc rồi? Chú thích được nhìn cháu cười, biết chưa? Chú rất muốn thấy cháu cười, nói tạm biệt chú Kỷ, được không? Cháu không cười nổi. Hay là như vậy đi, hai chúng ta cùng thi đấu được không? Không ai được cười hết, ai cười người đó xem như thua, người thua sẽ phải đồng ý với người thắng một chuyện, được không? Nào, cuộc thi bắt đầu nha. Nào nào, 1, 2, 3, bắt đầu. Cháu thua rồi. Phải nhớ lấy, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải cười và đối diện với nó, biết chưa? Chú Kỷ mong cháu mãi mãi vui vẻ, hiểu chưa? Đúng rồi, vừa nãy chúng ta nói người thua cuộc phải đồng ý với người thắng cuộc một chuyện, đúng không nào? Chú Kỷ mong cháu cười thật tươi nhìn chú bước đi, có được không? Chú Kỷ à, rốt cuộc cháu nên làm gì đây? Chú có thể nói cho cháu biết được không? Ba mình có khuyên Minh Thiên đến thế nào
cõi gì cậu mà không chịu học cú đấm chết chóc đó? Rốt cuộc cậu muốn nói gì đây? Mình muốn nói, Minh Thiên vì cậu thứ gì cũng có thể từ bỏ, sao cậu không thể bỏ qua ân oán của đời trước? Sao phải khổ như vậy? Thân là tuyển thủ thi đấu, cậu rõ hơn ai hết mà. Trên võ đài chỉ có cậu chết tôi sống, làm gì có ai đúng ai sai. Theo mình thấy, chuyện của ba Minh Thiên năm đó chỉ có thể xem như đen đuổi. Hơn nữa là trên pháp luật cũng đã phán vô tội rồi. Bao nhiêu năm đi qua như vậy, cậu bảo Minh Thiên gánh vác trách nhiệm này, như vậy không công bằng với cậu ấy đâu.